Hi. Hôm nay thứ bảy, con mình cũng nghỉ học hình ảnh chút. Trời, hôm qua mình có quay phim á, trời nó không có nắng. Bữa nay mưa quá trời luôn, qua nắng chút, hôm nay mưa nè. Nhưng mà mình có cái này, thấy đẹp quá quay. Mà nãy mình sợ ngã nó rớt. Cái bông nó nở đó, ây da. Ây da. Cái nhà thấy không, xương rồng à. Nắng thì nó nở bự hơn, rực rỡ ha, nhưng mà hôm nay trời tới thui nữa rồi, không biết mọi người thấy rõ cái bông nó màu đỏ nè, nó còn quá trời bông ha. Cái loại cái trái xương rồng này bông đẹp quá ha, màu đỏ mà đỏ rực luôn á. Để mình đi hướng này ta thấy không, mọi người thấy không ta? Ây da, thấy không ta? Đó, nắng kìa, ta thấy không? Để hướng nào mà mình thấy được ta? Máy mình nó mờ nữa rồi. Rất kỳ quá ha. Mình thấy nó làm sao đâu. Nắng lên được chút rồi. Còn cái bên là cũng xương rồng mà bông nó nở. Nó bị rụng một cái bông hả, chưa nở hả? Cả nhà thấy không, bên này là cũng xương rồng mà nước nước mưa ướt hết rồi nè. Mình quay bên này cũng là xương rồng đang đang có bông màu hồng. Còn mấy cái này dễ thương không? Thì ra là cái này là bông xương rồng, nó đẹp cái bông thôi ha. Đây nó cũng đang lú bông mà nó bị dướng gạch nhiều quá ha, mình sẽ lấy bớt nó ra. Còn bên này thấy cái xương rồng này hôm nay ha, rồi nó có màu tím lúc mà mùa nắng, nhưng mà mùa này nó đang mọc cây với bông nữa, nó mọc thêm nè. Mình chỉ làm cho vui thôi chứ mình không cũng muốn trồng bự, đâm ra nó còn cái này. Bông màu trắng trên nở ha. Bịch này cũng bông, nhưng mà mình thích cái bông mà mình đi cái nó mờ vậy ta. Mình không có rành cái cách bấm xuống. Nắng lên, nắng lên. Dễ thương quá. Còn bên đây là cái bông của Bồ Đà đó, nó nở đó. Mình trồng nó lâu rồi mà nó không lớn, mà nở là mình trồng dở. Mình trồng vô cái này cái bonsai á, năm ra mình chỉ để đất cho bonsai nó không có nở, giống như là nó không có gì ta, nó không có mọc nhiều chứ nó nhiều, nó đẹp lắm, thấy không? Cái bồ đà này nó nở bông như là cái cầu vồng tròn quay cứng nhắc. Bữa nó có màu, nó nở lâu rồi tại mình không có quay á. Trong đây mình có nhiều cây trồng màu đẹp á. Cái này mà nó lên màu thật ra nó màu xanh á. Cây này cũng vậy nữa nè, của nó xanh á mà hình như mình để hướng này nắng nó không chịu á, mình phải làm nó lại. Nó cũng giống họ giống Bù Đà ha. Còn hôm qua đột biến, hôm qua cũng mưa quá trời. Mình có cái cục màu tím này nè. Không biết cái bông nó làm sao ha, nó dễ thương quá, tại vì cái bản thân nó cũng đẹp. Còn bên này xương rồng màu cái gì đó, bông vàng ha. Wow, thì ra xương rồng nhiều cái cũng đẹp. Ngộ ha, mình cái nè, bông nữa nè. Ui dạ. Một cục mình có hai giống, ba giống. Cái cục này nó với cái cục màu đỏ này nó là khác khác bông, khác giống. Bên kia nó xanh nè, như bông khác mà chưa biết bông gì. Nhưng mà nó rất là giống nhau ha, 2 3 4 5, còn gai nữa 6 7 8 9 nữa 10 giống nữa. Bữa nay mình nói về xương rồng thôi. Đây có cục xương rồng mà bự. Nhưng mà của mình bị nước á, nó bị mềm quá nè. Nó hơi mềm á, nước á. Cái xương rồng hy vọng nó thơm này ha, rồi nó có màu. Cái xương rồng này 7 màu nè, nó có nhiều màu lắm mà nhìn như nó đang nước á. Mình rờ nó mềm nha. Nó mềm có nghĩa là
Nhiều nước quá đó. Nắng cũng mềm, mà nắng nó cứng hơn, cái này cứng hơn nè, cái này mềm nè, chắc nó hút nhiều nước hơn. Nói chung là mình thấy nó nhỏ nhỏ, mình lôi về rồi cùng nguyên cái bàn xương rồng luôn. Từ lúc mà xương rồng đột biến nè, xương rồng đột biến của bên kia, rồi tới xương rồng này không biết chưa nở bông. Xương rồng này cũng đột biến và đẹp. Ở đằng kia nữa. Ây à, quay từ đâu ta? Đằng kia cũng có bông nở nhiều quá mà. Mình thích cái bông đỏ quá, mình quay thôi. Vì cái dạng bên này nó cũng tùm lum hết. Hôm qua mưa quá. Cái đằng mình đang quay cái gì nè. Cái này cho nó nắng vô nó bớt. Nó sạch. Rồi, quay cái gì? Cái này hả? Cái này nó lên màu hả? Nó đang lên màu. Mình có mấy cái hai rất đẹp. Thôi bye bye nha. Tại chỉ mình ra quay xương rồng mà trời nó âm u lại nè. Đây nè, Kiva nè. Mình có một cái mình muốn để nó vậy. Sao mà cháy gì vậy? Định nói gì cho mọi người, chuẩn bị âm mưu nữa nè, trời thấy không, tới thua rồi, gió quá trời gió luôn. Thì những cái cây này mình bị mưa gió, mưa quá trời. Đây là những cái giống local mình thử mà. Nhưng mà tại nó hai rồi trên đây nó khác biệt với cái gì. Mưa tơi tả luôn. Nãy số mưa ướt nhẹp nhem. Nè mưa nữa nè. Wow. Xanh xanh đỏ đỏ. Tắc của mình không có hái luôn. Bận quá. Thằng kia không biết nước mưa có thấm vô không. Mình cũng không có rảnh để nhổ cỏ. Cái này nhung xanh á, nhưng mà nó có cái chớp viền. Bây giờ nó đang đang mọc cái con mà mình để ngoài nắng á, đâm ra nó đẹp quá. Đâu rồi, đi kiếm cái thân đỏ đỏ đâu hết. Đó, em rất là đẹp. Nhưng mà giờ mọi người thấy lưa thưa quá ha. Vài bữa nữa nó đẹp mình quay lại. Đây nè, cây của mình ở tầm lâm đó. Cái bắp cải này là hiện tượng của vừa nắng vừa lạnh vừa tùm lum thứ, nó bị sốc quá ha. Cây này nó rầy nè. Đây là hoa của ruby nè mọi người. Nhưng mà hôm nay hoa ruby đẹp không? Cái gì đó, ruby hồng mà. Nó gọi là ruby, lộn, sỏi hồng á. Ruby đâu, sỏi hồng kia ruby. Lộn tên. Đây là hoa của sỏi hồng đẹp quá ha. Cánh của nó viền đỏ nè. Đẹp không? Xuất sắc kìa. Không biết sao chụp hình nè. Mình có hay bị mờ ra mờ vô. Để mình ráng mình kiếm mất, mình khắc phục nó. Nó như cánh ngôi sao đẹp quá ha. Thì ra giờ mình mới thấy. Thường thường mình thích cái sỏi của nó. Quá xuất sắc. Bị mưa đọng nước. Cái cây này nè, kế bên nó rất là đẹp. Nó sẽ lên màu mùa hè đó. Nó có cái viền hồng hay màu hồng, mình sẽ quay lại mọi người coi nha. Còn cái cây bên này á,
Bây giờ bị nước đọng nè. Mưa quá mình đi thổi cái nha. Còn bên này thì Madura, no, Mimosa, no Maduras. Còn Mimosa khác, Mimosa những cốc rìa. Còn bên này mình cũng có nước mưa vô hả? Hình như là nó tạt vô hết luôn. Cây này mình trồng chưa, bây giờ nó xanh lại. Tưới nước á. Nhưng mà nó rất là đẹp. Màu nó tím với dark chocolate rất là nổi. Vàng này ở trên này của mình hình như là nó không có nước mưa vô. Mình cần nước mưa vô. Mình phải bê nó xuống. Cái sỏi hồng đằng kia mình cũng có nữa nè. Ây da, cái này mình cần mưa nè. Vô đây với lại cần chút xíu ánh sáng thì nó mới tốt. Bên sỏi hồng đẹp không? Mình để dưới mái hiên á, nó mát quá. Mình cần ánh sáng, tại vì mình chưa muốn đem để mùa hè đó. Mình đem nữa. Nó bị rầy quá nè. Thấy không mà cả nhà thấy không? Bông nó quá đẹp ha. Bông nó cũng cái viền cánh này đẹp. Cây này cũng cần đem đi tưới thêm nước. Thêm nước. Có nhiều cây mình cần đi thêm nước. Thấy đẹp không? Cái này hybrid nè. Mà rầy, mình phải làm rầy nữa. Cần cái bánh bao của mình đây. Bánh bao vô mát xanh quá. Nói chung là mình cần. Hết tuần này nó hết mưa chưa đó. Mình cần mưa, mình cần nắng. Ánh sáng vô không đủ. Cái cây này nó có thể bự nữa, nhưng mà mình trồng lâu á, mình thấy cái kiểu vết thương mình cho nó vô luôn. Chứ thật ra nếu mà muốn lấy giống mà cho nó vô đây là nó chết. Không phải nó chết mà gọi là nó tiệt giống, nó chỉ chơi gì được có mấy bông đó thôi. Nó không có nhiều bông khác. Này nè, thiếu nắng cũng tè le ra rồi. Cái vàng trong nay là không được rồi đó. Có nghĩa là nó không sáng vô đủ, nó không phải mùa hè nữa. Cái thằng này nó xanh âm. Nó thiếu ánh sáng. Bên này cũng vậy. Bên này cây này thì đẹp quá. Cái nhà thấy cái này đẹp không? Đó. Thôi bye bye nha. Mình có những cái cây nó nằm ở ngoài, mình phải dời ra ngoài. Trực tiếp nó. Nó cần ánh sáng như vậy nè. Đó. Mấy trong mái hiên mình cây nào mình dưỡng thôi. Chứ trồng nó không có đẹp. Nó sống khỏe tốt thôi, nhưng mà nói về đẹp thì nó không đẹp. Range job này mùa của nó sao. Nó không có hột. Nó đang tốt. Nhưng mà mình có đang có thân thụ. Ở đây mình còn có range job. Như con rùa ha. Cái này dục xuống nước. Để mình coi coi. Rậy nó chết không. Này nước mưa. Nó chỉ bỏ vào thùng rồi. Nếu không rầy nó tùm lum. Bye bye. Bên kia. Bên cái dạng này. Nắng nó táp vô cây mình rồi. Lá nó ngon lên á. Mưa vô rồi mình xoay nó lên. Nó táp mấy lá rồi ha. Đây là hiện tượng lá non gặp nắng gắt. Thấy không? Mọi người thấy không? Táp hai lá. Nó bị sốc. Wow, mùa này của em này thấy không? Cả nhà thấy chưa? Em bắt đầu bự ra. Hồi đó mua em có như đây thôi, bây giờ em là một bàn tay xuống luôn. Nên này như em Korea nè. Nói chung mình nhiều quá, mình chồng cũng giỏi. Mình rầy nè. Cái này hết delay mà nó đang bị mùa này nó lớn nó dài ra. Cái mùa lạnh nó co, mùa nắng nó co lại. Để nắng này mình cho nó ra nắng một chút. Đây nó cũng còn mát. Mát là nó lên. Không nên cho ra mát. Như cái cây này nó cần nắng sáng rồi nè. Nó đang lạnh lại, bữa nó muốn chết là tại vì vừa lạnh á. Bây giờ mình biết kinh nghiệm mà mình không muốn trồng nó nắng là tại muốn nó đẹp. Cây bên kia thì nó ngã, bữa mình mới lôi nó lên. Mới trồng lại chứ. Này thì nó đang khép lại, bữa mình động rễ nó đó. Mình trồng trong chiếc xe đó, nó đang bị động rễ.
Hoa hồng của mình màu hồng ha. Bây giờ nó mưa vô nó tốt quá. Thường nó mình muốn nó đẹp thì mình phải ngắt cái lá này già đi, này nó không rầy đồ này kia.